Turn off collision. Cooperative. Oh. Forex history important. Một cái gì đấy, một cái protagonist đã làm việc ở trong một cái gì đấy, có được một cái nhiệm vụ là đi sửa cái cabinet. Từ từ nha, bây giờ là chúng ta đọc lọt trước, chúng ta đọc chúng ta đọc cốt truyện trước. Okay. Ê. Đợi. Oh. What? Cái gì đấy? Alo, Moshi. Cái gì đấy? Ai vậy? Ai đã gọi tôi? Tôi sẽ phải đi kiểm tra. Được rồi, nào gọi để anh. Ok. Ê, hình như đây phải có một cái gì để mở này. Này mọi người. Cái này hình như phải có cái gì đặt ở đây để mở này, đúng không? Nhìn nó khác màu quá. Làm quả hợp âm. Như là cái. Được rồi, xong luôn. Cái gì đây? Chúng mày làm cái gì đấy? Cái gì đấy? Có cái này. Chúng ta cứ nhìn mặt nhau này, sao nhìn con ma được? Có cái này mọi người ơi, có cái này, tôi có bật lửa, tôi sẽ đốt trường. Này à? Đây mọi người ơi. Có một cánh cửa. Wow. Ôi, từ từ nhá, Mít ơi. Thằng Zinner từ từ. Anh đi theo tiếng gọi con tim nữa. Này, đi thôi. Đi lên mọi người ơi. Chỗ này tướng kiểu gì đấy? Từ từ đã. Ở đúng rồi, đi về lại cái cửa. Cái cửa đó. Ủa. Cái gì đấy? Thằng chó đồ hù đây. Trời ơi, sao có bình ta giật mình vậy? Chúng mày chứ. Em nhớ là có đoạn này. Em cũng vung người lên đấy chứ bộ. Chúng mày. Dạ mọi người, không thấy mặt em thôi. Không thấy mặt. Ôi sao tối quá mọi người. Chờ anh với. Đây. Ôi trời má, cái gì đấy? Hoàng tử ơi, hãy bảo vệ công chúa với. Đi qua nhau thôi. Hoàng tử Mít ơi, bảo vệ công chúa Vanna. Máy tính đang xem cái gì? Đấy, dân phá hoại. Đang xem bọn. Ảo thật đấy. Tại sao tôi để ở đây nữa? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Được rồi, tôi sẽ đi tìm những cái lối khác. Tôi nghĩ là tôi sẽ thấy một cái nơi nào đấy ổn một tí. Nhưng mà dưới này nó không ổn. Thằng này nó bảo tìm nơi ổn nhưng... Ờ người ơi. Em chả nhìn thấy gì nữa rồi. Em phế quá. Rồi sao chúng mày rơi xuống đây rồi. Nó có một lớp tàn hình. Nó tối quá. Em khó thấy. Em... Mặt phun độ sáng lên. Anh nghe tiếng gì đây? Nó không ổn rồi. Cái đấy. Cầm cái gì đây? Cầm cái gì đấy cô ơi? Cô gì đấy ơi? Có cái xà beng này. Nãy giờ nó cầm xà beng mà. Tối quá. Ơ đây này, cái này phải không? Ờ hình như cái đó. Ui. Trời ơi, đúng là top 1 Việt Nam ôm trùng cánh tim. Chúa tể của sự hiểu biết. Minecraft kinh dị nhưng nó giấu chìa khóa của tôi. Đây rồi. Đây. Có chìa khóa rồi. Đúng là chúa tể gánh tim mà. Mọi người ơi, vào thôi. Để xem. Đúng Optifine sao tối đấy. Nó vẫn cứ kiểu ấy, sao nhìn nguy hiểm ấy. Ôi. Đọc sách mọi người, đang đọc sách. Gì vậy? Đúng má con mẹ. Thằng chó. Nó cứ nhầm cái lúc anh đang kiểu ôi mọi chuyện đã qua rồi. Sao nó hù cày cái này. Anh ma à, có gì chúng ta có thể giảng hòa với nhau mà. Đừng làm em đau tim như thế. Chỗ này như có đá này gì? Bé ơi, có đá này. Gì đá? Đá. Đá đá. Đá đá đá. Đá. Anh xem nó phá được gì ấy. Đã phá được một cái vài cái kính. Phá được kính. Cái này à? Không, cái đấy không phá được đâu, cái đấy nó không có đường. Mình cứ đi tìm một cái. Ủa, được hả? Ủa. Cái gì vậy trời? Ảo thật đấy. Tâm đồ Việt Nam. Ủa. Ủa. Cái gì đấy? Chạy. Ủa cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì? Từ chúng mày từ. Ủa nó có bảo chạy đâu. Chứ mày từ từ chờ anh với. Em. Bé ơi chạy. Em cứ chạy. Nó không bảo chạy nhưng chúng ta phải chạy.
cái gì đấy? Nó không bảo chạy nữa, phải chạy là sao? Cái gì vậy? I need to get out this building. Chúng tôi phải chạy. Chúng ta phải trốn thoát khỏi cái building. Ê, cái tòa nhà này. Trời, chúng mày chạy anh thế. Chờ anh với, chờ anh thử thử đã. Anh chạy 4 chất còn chẳng bằng em. Cái gì đây nhỉ? Từ từ từ. Ui. Anh không biết gì đâu nhé. Ờ, mày vừa làm cái hành động gì đúng không? Em chui vào một nhà. Vào một cái. Đáng ra Vanda chưa trải nghiệm, đáng ra phải để Vanda vào. May quá, may mà anh chưa bị hù hay cái gì cả. Sợ. Ơ, cái cửa này dẫn đến khu rừng mà chúng ta có thể đến với thành phố này. Ơ, hợp lý, đi tìm cái chìa khóa chúng ta sắp sắp. Một nơi mà thành phố chỉ toàn ma. Cái bài gì của Sobin mà tôi đang ở một nơi rất xa, nơi hầm có hai bụi thành phố. Nơi mà chả có người ta lẫn mít, cô đơn quá. Ok. Cầu thang đâu? Đấy. Cầu thang ở đâu? Ừ, đúng rồi, cầu thang rồi. Cầu thang ở đâu? Anh lạc đường rồi. Trời ơi. Này thì đi một mình. Thôi, đi lại đường cũ thế này. Thôi xong rồi, hình như cái cầu thang nó phá hủy cái cầu thang không cho anh leo lên rồi. Quả đường này nguy hiểm quá, anh lạc luôn rồi. Thằng chó này nó dụ anh ra đây để lấy cái chìa khóa. Xong rồi nó nhốt anh ở dưới này. Nghe như kiểu bị đâm mồi. Cái chìa khóa này là nó dẫn đến một cái mới chứ không phải là nó dẫn đến cái cầu thang. Ủa thế Vanda ở đâu vậy? Trời ơi, mọi người ơi, cứu anh với, anh đi một mình rồi. Ủa, cái dân kinh đi một mình là anh TB. Nói TB được thì TB đi. TB à? Không. Cái vấn đề ai TB nó không nên các bạn. Nhưng mà thực ra đây là trò quả trò chơi đơn lẻ. Quả đường vô tận à. Cứ đi. Đúng rồi đó, cứ đi đi. Đúng rồi đó. Ý em là gì? Ý em là còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Còn gì nữa đâu mà buồn vơi nhớ. Do me a favor. Shut the fuck. Anh làm em giật mình đấy. Tao biết ngay là ý em là gì. Chào mọi người, em đi đây. Hoàng tử không bảo vệ công chúa, hoàng tử khốn nạn, hoàng tử làm thế thì công chúa đau tim. Hoàng tử dụ dỗ công chúa. Đúng rồi đấy anh. Đúng rồi đấy. Trời ơi. Quả đúng rồi đấy đây. Đâu. Không kiểu biết là chỉ biết là đi cái thang. Cầu thang này hình như đi hơi sâu đấy. Đi bé ơi, đừng đi một mình. Để anh đi. Đi theo con đường máu mọi người ơi. Anh bảo vệ bé, ở đâu chả có máu khu. Đi theo. Anh sẽ dùng sức mạnh của người đàn ông lực điền. Nó chỉ vào đường nhất định mà. Quậy. Không ấy đâu. Đấy. Đây rồi, cuối cùng. Ê cô ơi, chúng ta là người, chúng ta là anh em với nhau này, đừng làm gì dại dột. Chúng ta là anh em với nhau, các bạn hiểu không? Ê cái phá dở mày thằng chứ. Sao nó không nói tiếng Việt nhỉ? Đấy. Thấy gì chưa? Kill. Kill hoặc là run away. Kill. Tại sao phải kill? Từ từ. Chúng mày từ từ đã. Tại sao phải kill? Chúng mày nói đi. Cảnh sát có cảnh sát. Đây. Là sao? Nhưng bây giờ nha, chúng ta phân tích một tí nha. Cái thằng này bây giờ phân tích là thằng này là thằng nào đã. Bố là biết được. Có cảnh sát chính xác. I am the father of the Roger. Từ từ đã, chúng ta cứ phải đọc đã. Bây giờ nha. Bạn đang làm gì ở trong phòng của tôi? Cuối cùng tôi cũng đã đến được cái phòng rồi, chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Một người. Cái gì cơ? Mày đang làm gì ở đây vậy? Mày đã chết rồi cơ mà. Tao đã hạ độc mày với một cái lọ thuốc độc. Cái gì cơ? Mày là thằng nào? Tại sao mày lại làm với cái gì trong phòng của tao vậy? Mày thật sự không nhớ sao? Từ từ đã anh giả giọng người xấu. Ta chính là cha của đứa bé. Người mà đã chết bởi vì mày. Và tất cả là do lỗi của mày. Đã làm rơi cái ở... Thôi dẹp em, không biết học tập tiếng Anh em mà. Really nigga. Nói chung là thằng này là thằng này đang nhận thằng này là bố của nó. Và lúc đầu thì mình biết là mình là bố con bé. Xong rồi cuối cùng thằng này là bố con bé. Và mình là cái thằng mà giết con bé đấy. Thế là thế nào?
không biết luôn. Mày đã hạ độc tao với một cái thỏ độc, tại sao mày làm như thế? Tao éo có nhớ những cái khoảnh khắc đấy. Và tất cả đều sụp đổ cái gì đấy. Là phải chạy hoặc là giết thằng này. Giết thằng này thôi. Bây giờ mà nếu mà bây giờ nó có một cái lượng, nó có một cái, nó bảo là nó phải giết mình. Nên là mình phải giết ngược cả nó. Nhưng mà nó chết rồi mà. Ủa? Ơ? Ủa cái gì đấy? Đấy là normal hả? Nếu mình, vậy mình, nếu mình chạy nó còn có những demon khác hả? Nếu mình chạy á, thì mình chết. Ok, ồ thế à? Ồ thế... thế mà thế, thế mình nên mình chạy và mình chết và mình giết nó, mình bị cảnh sát bắt, nó giống nhau mà nó éo khác gì nhau kìa. Thằng làm map khốn nạn quá. Thôi hay đấy, map này được phết à. Ủa thế giờ chơi map khác không nào? Không, nghỉ đi ngủ, đi ăn cơm, đi yêu mít.